Review giày Acer Sport và Thượng Đình, chất lượng có giống dân tình khen. Đôi đầu tiên là đôi giày Acer Sport và chính đôi giày của hiệu thứ hai đi. Đôi bên cạnh là đôi của Thượng Đình. Nhìn cảm quan bên ngoài thì hai đôi giày có thể nói là khá là tương đối giống nhau vì nó đều là giày trắng và họa tiết sọc đỏ thôi. Nên là không có gì mà khó hiểu khi mà lúc đầu cư dân mạng bị nhầm hai cái loại này cả. Điểm giống nhau nữa là hai cái đôi giày này đều khá là mỏng. Tuy nhiên thì Thượng Đình thì nó bị mỏng hơn một chút. Một điểm thứ hai nữa là finish của hai đôi giày này khá là tệ. Thực ra với mức giá là 120.000 cho đôi này của Acer Sport và 100.000 cho đôi này Thượng Đình thì mình cũng không nên mong đợi quá nhiều về mẫu mã chỉnh chu, nhưng mà có thể nhìn thấy luôn là vẫn bị tràn keo ở các viền. Cả hai đôi này khi mà mua về thì đều không có cả cái lót giày để giữ form. Review nhanh thì mình nghĩ rằng là đôi này mua về để chụp ảnh sương sương hoa hoa cũng được thôi.